Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Chu Tiền. Ở tập trước, Trung Tiểu Phàm đã bị phục kích, Điểm Bất Dịch kịp thời xuất hiện giải cứu, đẩy lùi Hấp Huyết Lão Yêu, buộc lão ta phải nhanh chân bỏ chạy nhằm giữ lại cái mạng già của mình. Đám người Đại Trúc Phong của Điểm Bất Dịch lập tức truy đuổi. Đuổi đến một nơi hoang vu, Tô Nhu cảm thấy nơi này có chút cổ quái nên cẩn thận thì hơn. Qua đúng như những gì đã dự đoán, đằng sau bụi cây có gì đó lấp ló. Bọn chúng nhanh chóng tấn công, buộc đám người Đại Trúc Phong phải lùi về sau. Sau đó Điểm Bất Dịch tung một mồi lửa vào đống cây, buộc đám người ẩn núp phải hiện thân. Thì ra bọn chúng là môn hạ của Ma Giáo. Bọn chúng ồ ạt lao ra ngoài tấn công, và nhưng lập tức bị hai vợ chồng Điểm Bất Dịch đánh bại. Vừa đẩy lùi xong đối thủ thì một làn khói xanh đã xuất hiện bao vây đám người Đại Trúc Phong. Làn khói này có độc, mấy huynh đệ sau khi hít phải liền ngã ngửa, cũng may có Điểm Bất Dịch trợ giúp. Ngày sau đó, Bách Độc Vương chủ động ló mặt ra, đi cùng sự xuất hiện đó là một chút quà lễ, hy vọng đám người Điểm Bất Dịch hãy nhận lấy. Lão thổi ra một luồng khí độc thẳng vào mặt mọi người. Điểm Bất Dịch thế vậy liền tung ra một mồi lửa ngăn cản đốt sạch khí độc. Rất nhanh, một đám người Ma Giáo cũng xuất hiện, bọn họ đều là các nhân vật đầu sỏ. Họ tuyên bố, nếu đã đuổi tới rồi thì cũng đừng mong rời đi nữa. Đám người này và Điểm Bất Dịch đều là người quen cũ, hai bên chào hỏi đôi ba câu, Điểm Bất Dịch cứng rắn không chịu khuất phục. Muốn giữ bọn lão này thì phải xem bản lĩnh của bọn chúng. Lời đã nói xong, ý cũng truyền đạt, hai bên liền lao vào nhau chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mỗi người tự tìm cho mình một đối thủ để cọ sát. Trung Tiểu Phàm giao thủ với U Cơ, thực lực bà ta nhìn hơn một chút nên dễ dàng đẩy lùi nam chính về sau. Trung Tiểu Phàm chọn cách quay xe vậy nhưng không được. U Cơ tung chiêu khống chế cậu ta lại rồi lao đến tặng miễn phí một cú sút vào người. U Cơ tiếp tục tiếp cận Trung Tiểu Phàm rồi khuyên ngăn, mong cậu vì Bích Sao mà rời khỏi đây. Tuy nhiên, Trương Tiểu Phàm lại trực tiếp từ chối. Thấy huynh đệ gặp nguy hiểm, Lâm Kinh Vũ liền lao tới tấn công U Cơ. Ngay sau đó, đám người do Thương Tùng đạo nhân cầm đầu cũng xuất hiện. Mới đi tới, Thương Tùng đã giơ kiếm hô hào chém giết, cả đám nghe lệnh lập tức lao lên. Ở những chiến tuyến khác, Điểm Bất Dịch lấy một địch hai, Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm thì hợp lực tấn công U Cơ dồn bà ta vào thế khó. Nhìn thấy trăm lòng kiếm trên tay Lâm Kinh Vũ, U Cơ liền ngạc nhiên hỏi thăm vì sao hắn lại có thanh kiếm này. Có vẻ như chủ nhân thanh kiếm đời trước và bà ta có quen biết, thậm chí giữa bọn họ còn có chút quan hệ tình cảm. Nhân lúc bà ta đang bất ngờ, Lâm Kinh Vũ lập tức tấn công. Cũng may có người khác ra tay chặn đòn kiếm, Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thấy vậy liền chuyển mục tiêu sang ông ta. Trong khi đó, mấy lão già Ma Giáo vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Bộ dạng còn vô cùng hăng hái, giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là kiếm lời, giết ba tên là trúng số. Sau khi dọn dẹp xong các đệ tử Thanh Vân Môn ngáng đường, bọn chúng liền quay về phía Thương Tùng. Kế tiếp chính là đến lượt ông rồi. Bọn chúng thừa cơ hội Thương Tùng đạo nhân không để ý để tấn công, ăn trọn một chiều vừa rồi, tưởng là Thương Tùng đã về đất mẹ rồi, vậy nhưng ai ngờ vẫn còn sống nhăn răng. Ông ta ngay lập tức phản công dồn hai lão già bên kia vào thế khó. Trong khi cuộc chiến giữa chính đạo và ma đạo đang giằng co khốc liệt, ai ai cũng muốn tiễn đối thủ xuống địa ngục, thì ở phía đằng xa xa lại đột nhiên xuất hiện dị tượng khác thường, sấm chớp nổi lên liên hồi. Những điều này lọt vào con mắt của Điểm Bất Dịch, lão ta nhận ra bờ biển đã hiện ra tai ách nên yêu cầu Trương Tiểu Phàm cùng mấy huynh đệ tới đó kiểm tra, hai vợ chồng lão sẽ ở nơi này chống đỡ. Bọn họ nghe lệnh liền rời đi, vừa đi vừa bị phục kích khiến cả đám vô cùng chật vật, nếu chẳng may bị trúng đòn thì xác định là ngã nằm sấp mặt. Tuy nhiên, cắt đuôi được người phía sau thì lại bị người phía trước đánh úp, cái trận đồn là Niên Lão Đại. Lão Tùng chiều áp chế pháp khí của mọi người khiến cả đám khốn khó, chỉ riêng Tiểu Phàm là không sao. Cậu chủ động lao đến ngăn cản, tranh thủ thời gian cho mọi người rời đi. Oan gia lại gặp nhau, cả hai chào hỏi nhau bằng cách đánh nhau săn mặt. Quá tàm thì bà bận, còn Niên Lão Đại thì bị Tiểu Phàm đập cho nhiều lần hơn thế. Dù là vậy thì quyết tâm bận lại của lão cũng đáng khâm phục, đáng tiếc là kết quả vẫn phải nhận trái đắng. Trương Tiểu Phàm tung chiều đánh thẳng vào con mắt của lão, phá vỡ pháp trận, giúp lấy lại quyền điều khiển pháp khí. Tuy là giúp đỡ được các sư huynh sư tỷ, vậy nhưng đổi lại thì Tiểu Phàm lại gặp nguy. May mà Lục Tuyết Kỳ quay lại giải cứu, hai người nhanh chóng đuổi theo những người khác. Niên Lão Đại quay về bẩm báo ngăn cản đã thất bại, bọn chúng thế phải liền hô hào chúng đệ tử rút lui về giữ bờ biển. Đám người Điểm Bất Dịch cũng lập tức hô hào đuổi theo. Rất nhanh sau đó, đám người Trương Tiểu Phàm cũng đến nơi, vừa tiến lại gần đã nghe thấy giọng nói của Quỷ Vương. Lão đe dọa, chỉ mấy tiểu bối há có thể lay chuyển càn khôn, nếu không mau lui xuống thì chỉ có con đường chết. Dứt lời liền có một cơn gió thổi tới chấn bay đám người Tiểu Phàm về sau. Chỉ một kích đã khiến cả đám phải chật vật. Xem ra thực lực của Quỷ Vương rất mạnh. Tuy nhiên, đứng trước mặt ông ta, Trương Tiểu Phàm vẫn không hoảng sợ. Xa tâm của ông đã rõ ràng rành. Lời nguy biện mà lão nói lúc trước gặp mặt, bây giờ đã sụp đổ rồi. Lão ta kiên quyết, chuyện hôm nay nhất định phải thành công. Tiểu Phàm thẳng thắn, vì thiên hạ, hôm nay bọn họ nhất định cũng thành công.
Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp động thủ thì mặt đất đã rung động, báo hiệu thời cơ của quỷ vương đã tới. Các cột đá chậm rãi bay hạ xuống giữa biển, không thể để cho quỷ vương hoàn thành được mục đích. Đám người Tiểu Phàm liền lao lên ngăn cản. Quỷ vương nhanh chóng tung chiêu khống chế bọn họ lại, sau đó bắt đầu khởi động trận pháp. Ngay lập tức, một con dị thú khổng lồ từ dưới mặt đất ngòi lên. Ông ta chủ động tiến ra phía sau dị thú và tiếp tục tung chiêu khốn long quyết. Mấy cột đá chậm rãi hạ xuống rồi tạo ra một vòng kết giới về khốn quỷ ngưu lại. Chuyện kế tiếp là tiếp tục khởi động trận pháp nhằm chấn áp nó. Tuy nhiên còn chưa kịp làm xong thì đám người Tiểu Phàm đã lao tới tấn công. Quỷ vương vừa phải phân tâm khởi động pháp trận, vừa phải tránh né công kích đến từ nhiều phía khác nhau, bộ dạng khá chật vật. Cuối cùng thì hiệp một cũng kết thúc, đám người Tiểu Phàm bị đẩy lùi. Ông ta tranh thủ thời gian chấn áp quỷ ngưu, con dị thú nhanh chóng bị bốn bức tường vây khốn, nó liên tục phản kháng nhằm thoát ra. Rất nhanh sau đó, đám người ma giáo đã đuổi tới, Lâm Kình Vũ và mọi người cũng xông ra chiến đấu. Chỉ riêng Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ là xông lên tấn công quỷ vương, bởi vì bận ra chi trận pháp nên quỷ vương phải rơi vào khốn khó và bị hai tiểu bối chèn ép. Tiểu Phàm một mình sằng co trực diện với ông ta. Hành động vướng chân vướng tay này làm cho ông ta tức giận. Nếu không vì bản thân dùng 9 phần công lực để khống chế khốn long khuyết, thì sao cậu có thể cản được nửa chiều này? Ông cho biết nếu để cho quỷ ngưu thoát ra, vậy thì nơi này sẽ trở thành địa ngục lôi điện trong nháy mắt. Người trên Lưu Ba Sơn đều sẽ vì hành động này của cậu mà mất mạng. Đến lúc đó cậu sẽ là chính đạo hay ma đạo. Lời này làm cho Tiểu Phàm phân tâm. Nếu điều ông ta nói là thật, vậy thì nhân gian sẽ có một trận đổ máu lớn. Sau khi bị đẩy lùi, Tiểu Phàm liền dừng lại công kích. Quỷ vương nhân cơ hội đó liền thi truyền thuật pháp, triệu hoán ra vô số sợi xích khống chế quỷ ngưu lại. Tuy nhiên, người tính lại không bằng trời tính. Điền Linh Nhi đột nhiên tiến lại gần và kiên quyết nhất định phải phá trận pháp yêu tà này. Nói rồi, nàng ta liền sử dụng pháp bào của mình cuốn lấy cột đá rồi cố gắng kéo đổ nó. Sau một hồi nỗ lực thì cố gắng của nàng ta cũng được đền đáp. Một cái cột trụ bị kéo đổ, trận pháp nhanh chóng xảy ra vấn đề. Dù như biết mình có cứu cánh, cho nên quỷ ngưu lập tức dãy dụa để thoát ra. Đúng lúc nguy cấp đó, tập phim lại hết rồi. Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!